Mọi người già trẻ đều tu chứng. Đạo Phật là đạo bình đẳng, người già cũng như tuổi trẻ, người nào cũng có thể tu chứng đạo giải thoát và cũng được Đức Phật xem như nhau. Đạo Phật là đạo vô giai cấp, người tu sĩ cũng như người cư sĩ, nếu ai tu chứng cũng đều được gọi là trưởng lão giống như nhau. Khi tu chứng, người nào cũng giống như người nào cũng vô lậu. Trong đạo Phật không có người tu chứng cao, người tu chứng thấp, vì thế đạo Phật là đạo bình đẳng. Tuổi trẻ mà biết phân biệt được thiện pháp, ác pháp, biết sống ngăn ngừa và diệt ác pháp, luôn luôn sống với mọi người, với mọi loài chúng sanh trong thiện pháp, tức là không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh, thì người ấy được gọi là trưởng lão. Hai câu kệ dưới đây, Đức Phật đã xác định rõ điều này. Phân biệt chánh pháp lành, đây gọi là trưởng lão. Lời Đức Phật dạy rõ ràng như vậy, cớ sao quý vị tu tập khó quá? Quý vị có biết tại sao không? Chỉ vì quý vị còn tiết dục và ác pháp, nên chưa muốn từ bỏ, chưa muốn xa lìa, có phải vậy không? Hai câu kệ trên đây đã xác quyết con đường giải thoát của đạo Phật không ngoài thiện pháp, cho nên không cần phải tụng kinh niệm Phật, luyện bùa, đọc thần chú, ngồi thiền nhập định mới là giải thoát. Có những người cho rằng những hạng người căn cơ còn thấp kém thì phải tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền vân vân. Niệm Phật, ngồi thiền, tưởng, cúng bái, tế lễ, cầu siêu, cầu an vân vân là những pháp môn mê tín. Cho nên lời dạy này là lời ngụy biện che đậy những tà pháp. Như chúng tôi đã hiểu không lầm, căn bản của đạo Phật là giới luật, là đạo đức, làm người, làm thánh. Vì thế hành giả phải biết khắc phục tâm mình, phải biết sửa lỗi lầm khi mình phạm phải, phải biết xấu hổ khi làm một điều ác, khiến cho mình khổ, người khổ, chúng sanh khổ. Người nào còn chấp thiền, chấp định, chấp tịnh, chấp mật là đã tu sai đạo Phật. Một bằng chứng cụ thể chứng minh cho chúng ta thấy rằng, từ xưa đến nay, trong bốn tông phái này, không có một vị tu sĩ hay một vị cư sĩ nào sống toàn thiện, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Vì thế, cho đến ngày nay, chưa thấy có một vị sư, thầy hay một vị cư sĩ nào làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi, thường chết trong bệnh đau và chết trong tưởng định. Cho nên, Kinh Pháp Cú đã xác định rõ ràng, muốn tâm thanh tịnh để nhập các loại định làm chủ sự sống chết, chấm dứt luân hồi thì chỉ có ngăn ác, diệt pháp ác và luôn sống trong thiện pháp. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Dịch, các pháp ác chớ làm, các pháp thiện nên làm, tự tâm ý thanh tịnh, đây là lời Phật dạy. Tóm lại, ba bài kệ trên đây đã xác định khi tu theo đạo Phật là phải thực hiện pháp nào đúng của đạo Phật. Nếu không xác định được pháp môn tu hành chân chính của đạo Phật, thì dù chúng ta có tu ngàn đời, muôn kiếp, cũng chẳng tìm thấy được sự giải thoát, chỉ uổng phí một đời tu hành, chẳng ích lợi gì cho mình và cho người khác. Trên đời này, chỉ có Phật giáo mới có pháp duy nhất dạy người tu tập thoát ra bốn sự khổ đau, sanh, già, bệnh, chết. Đạo Phật lấy đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả.